ra sân bay sang Qatar, U23 Việt Nam nhận tin vui trời ban, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn mừng thầm. Trong không khí xe lạnh của buổi sáng sớm tại sân bay nội bài Hà Nội, sáng nay mùng 8 tháng 4, vào lúc 5 giờ sáng, đoàn quân U23 Việt Nam đã hành quân sang Qatar với tâm trạng hứng khởi, mang theo niềm hy vọng và quyết tâm cao độ. Đây là chặng bay dài gần 8 giờ, nhưng tinh thần lạc quan và quyết tâm của toàn đội đã khiến chuyến đi trở nên nhẹ nhàng và đầy ý nghĩa. Sự vắng mặt của Phan Tuấn Tài, một trụ cột quan trọng của đội tuyển do chấn thương đã tạo ra một khoảng trống lớn nhưng cũng là dịp để các cầu thủ khác bước lên và chứng minh bản thân. Chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2024 không chỉ là thách thức về mặt thể lực và chiến thuật mà còn là cơ hội để huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thử nghiệm và hoàn thiện đội hình, đặc biệt sau sự kiện buộc phải loại bỏ một cầu thủ chủ chốt. Điều này đòi hỏi sự điều chỉnh linh hoạt và sáng tạo trong cách bố trí nhân sự đồng thời phát huy tối đa khả năng của từng cá nhân và tinh thần đồng đội. Trận giao hữu với U23 Jordani vào ngày 10 tháng 4 sẽ là cơ hội quý báu để đội tuyển thử nghiệm và điều chỉnh đội hình, cũng như cải thiện khả năng phối hợp giữa các cầu thủ. Đây cũng là dịp để huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đánh giá năng lực thực sự của đội trước khi bước vào tranh tài chính thức tại giải đấu việc Liên đoàn bóng đá Việt Nam cung cấp đầy đủ số lượng bóng thi đấu chính thức của vòng chung kết U23 châu Á 2024 là một lợi thế không nhỏ, giúp các cầu thủ sớm làm quen và điều chỉnh kỹ thuật chơi bóng cho phù hợp. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này chắc chắn sẽ góp phần tạo nên nền tảng vững chắc cho đội tuyển trước khi bước vào các trận đấu quan trọng. Trong khi đó, thông tin từ phía đối thủ U23 Coet với việc họ gặp khó khăn trong việc lựa chọn nhân sự do các cầu thủ ít được ra sân thi đấu ở giải vô địch quốc gia, cũng như sự vắng mặt của tiền vệ đắt giá nhất Banda Salama do chấn thương đã vô tình tạo nên một lợi thế không nhỏ cho U23 Việt Nam. Sự chuẩn bị chưa được lý tưởng của U23 Coet cùng với việc họ phải chờ đợi đến phút chót mới có đủ quân số cho giải đấu có thể ảnh hưởng đến tinh thần và phong độ thi đấu của họ. Sự kiện này dù không mong muốn nhưng lại trở thành tin vui trời ban cho U23 Việt Nam gián tiếp nâng cao cơ hội của đội tuyển trong việc giành chiến thắng. Trong trận giao quân gặp U23 COE vào ngày 17 tháng 4. Ngoài ra với kế hoạch thi đấu tiếp theo gặp U23 Malaysia và U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam cần phải tận dụng mọi cơ hội, kể cả những thuận lợi nhỏ nhất để tạo dựng lợi thế và tiến xa tại giải đấu. Trong bối cảnh đó, quyết tâm, tinh thần chiến đấu và sự chuẩn bị kỹ lưỡng từng chi tiết sẽ là chìa khóa giúp U23 Việt Nam vượt qua mọi thách thức, khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu lục, tiếp nối thành công mà thế hệ của Nguyễn Quang Hải đã làm được. Hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 không chỉ là cuộc thi đấu về mặt thể chất mà còn là thử thách về mặt tinh thần và chiến thuật cho U23 Việt Nam. Việc tiếp nhận tin vui trời ban khi một trong những đối thủ trực tiếp U23 Coet gặp phải những bất lợi về mặt nhân sự và chuẩn bị mở ra một cánh cửa lớn để đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tận dụng lợi thế, đặc biệt trong bối cảnh đội đã mất đi một trụ cột quan trọng như Phan Tuấn Tài. Trong tinh thần ấy, mỗi cầu thủ U23 Việt Nam đều hiểu rõ trách nhiệm và cơ hội trước mắt. Sự linh hoạt trong chiến thuật sự đa dạng trong lối chơi và khả năng thích ứng với mọi tình huống trên sân sẽ là chìa khóa để U23 Việt Nam khai thác triệt để mọi ưu thế cũng như vượt qua những khó khăn, thách thức từ các đối thủ. Đặc biệt, việc các cầu thủ được trải nghiệm và làm quen với bóng thi đấu chính thức cũng như điều kiện thời tiết và sân bãi tại Qatar sẽ giúp họ có sự chuẩn bị tốt nhất, tinh thần thoải mái và tự tin cao độ trước khi bước vào các trận đấu quan trọng. Sự chăm chỉ và tập trung trong từng buổi tập sự tương trợ và hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên trong đội sẽ là nền tảng vững chắc cho tinh thần chiến đấu và khát vọng chiến thắng. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn với bề dày kinh nghiệm và sự hiểu biết sâu sắc về bóng đá đang đứng trước cơ hội lớn để viết nên một chương mới trong lịch sử bóng đá Việt Nam tại đấu trường châu Á. Ông và ban huấn luyện sẽ cần phát huy tối đa sức mạnh tập thể, tận dụng mọi lợi thế sẵn có và khắc phục mọi khó khăn, thách thức để hướng tới mục tiêu không chỉ vượt qua vòng bảng mà còn tiến xa tại giải đấu khi U23 Việt Nam bước vào sân bay, hành trình sang Qatar không chỉ là chuyến đi vật lý từ một quốc gia này sang quốc gia khác, mà còn là bước khởi đầu của một hành trình tinh thần, một chặng đường đầy áp hy vọng và khát khao chiến thắng. Mỗi cầu thủ, từ thủ môn đến tiền đạo, từ những người mới đến những cầu thủ giàu kinh nghiệm, đều mang trong mình ước mơ làm dạng danh đất nước, khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam trên bản đồ bóng đá châu Á. Tại Qatar, U23 Việt Nam không chỉ đối mặt với thử thách từ các đội bóng mạnh như U23 Uzbekistan, U23 Coet và U23 Malaysia mà còn phải vượt qua áp lực từ kỳ vọng của người hâm mộ. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tâm lý vững vàng và quyết tâm cao độ, U23 Việt Nam sẵn sàng đối mặt và vượt qua mọi thách thức, tiếp tục hành trình viết nên những trang sử mới cho bóng đá nước nhà. Trước ngày U23 Việt Nam lên đường sang Qatar, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Đặng Hà Việt có buổi gặp gỡ động viên thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và hy vọng đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tạo ra dấu ấn tốt đẹp tại đấu trường châu Lục. Theo VFF, với điểm tựa từ thành công lịch sử của đội tuyển U23 Việt Nam với ngôi Á quân ở Thường Châu năm 2018, ông Việt tin tưởng các cầu thủ trẻ sẽ phát huy tốt tiềm năng của mình, trước mắt nỗ lực vượt qua vòng bảng để tạo ra thuận lợi cho mục tiêu tiếp theo huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định toàn đội sẽ đoàn kết, đồng lòng quyết tâm thi đấu đạt kết quả tốt nhất tại giải U23 châu Á 2024 mang đến niềm vui cho đông đảo người hâm mộ. Và như thường lệ, bóng đá Đông Nam Á bên cạnh U23 Việt Nam lần thứ 5 liên tiếp góp mặt ở sân chơi lớn châu Á, còn có thêm 3 đại diện quen thuộc là Thái Lan, Indonesia, Malaysia. Đáng chú ý, ba đội bóng này đều nhận chỉ tiêu rất cao là tranh chấp top 4, nghĩa là vào đến bán kết U23 châu Á. U23 Việt Nam cũng rất khiêm tốn với 10 ngày hội quân và chơi một trận giao hữu. Khác với Indonesia của ông Shin tae đã sớm sang Dubai, UAE làm quen với thời tiết tương đồng Qatar, đồng thời đã tập hai trận rất chất lượng với U23 Ả Rập Xê Út và chủ nhà UAE. Ông Shin cho biết Sở dĩ chọn hai quân xanh này là bởi Indonesia ở bảng A sẽ chạm trán Qatar, Úc, Jordani có lối chơi tương tự. Đội trẻ U23 Indonesia gồm nhiều tuyển thủ quốc gia khao khát vào bán kết để giành vé tham dự Olympic 2024 và đây cũng là điều kiện đủ cho huấn luyện viên Shin Tae Jong tiếp tục tái ký hợp đồng. Đội tuyển U23 Malaysia cũng vừa có trận đá tập thua xích sao đối thủ mạnh U23 Trung Quốc 1-2 tại Qatar sau hai trận giao hữu với U23 Ấn Độ tại quê nhà Kuala Lumpur. Thầy trò huấn luyện viên Garrido tiếp tục có trận cuối gặp chủ nhà Qatar ngày 7 tháng 4 trước khi tranh một trong hai suất đi tiếp ở bảng D với U23 Uzbekistan, Việt Nam và Coet. Trong khi đó, U23 Thái Lan cũng có mục tiêu vào top 4 giải U23 châu Á, dù nằm ở bảng C nặng ký cùng U23 Ả Rập Xê Út, Iraq và Tajikistan thầy trò huấn luyện viên Isra Sritaro không đá trận giao hữu nào do vừa trải qua giải tập huấn Tây Á chất lượng ở Ả Rập Xê Út với 3 trận thua U23 Hàn Quốc và UAE đều với tỷ số 0-1 và thua Jordani 1-3. Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến mùng 3 tháng 5 tại Qatar trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang khủng hoảng về thành tích. Vừa tiếp quản ghế nóng từ huấn luyện viên Philippe Chujie, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và các cầu thủ U23 Việt Nam đang đặt quyết tâm thi đấu hết mình, đạt kết quả tốt nhất để lấy lại niềm tin của người hâm mộ. Tiếp quản chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Việt Nam từ huấn luyện viên người Pháp Philippe Chujie, ông Hoàng Anh Tuấn được kỳ vọng sẽ tạo ra kết quả tốt tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 để vực dậy niềm tin của người hâm mộ. Dù Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF không đặt mục tiêu quá cao cho thời trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn ở giải đấu này, nhưng chiến lược gia quê Khánh Hòa vẫn quyết tâm vượt qua vòng bảng. Chia sẻ về những áp lực khi nhận trách nhiệm dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết, cho dù hoàn cảnh nào, khó khăn nào cũng phải chiến đấu đến cùng với nhiệm vụ là đưa bóng đá Việt Nam phát triển. Bình luận viên bóng đá Vũ Quang Huy cho rằng Sở dĩ huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn được chọn mặt gửi vàng để dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam là bởi ông rất có duyên với các giải trẻ. Ông từng dẫn dắt U20 Việt Nam vượt qua vòng bảng để tham dự U20 châu Á năm 2023, hai lần cùng U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á, cùng U19 Việt Nam lọt vào top 4 U19 châu Á 2016 và giành vé tham dự vòng chung kết FIFA U20 World Cup 2017. Với kinh nghiệm cùng sự mát tay của mình, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn được kỳ vọng sẽ giúp cho U23 Việt Nam đạt được kết quả tốt nhất, vượt qua vòng bảng như chính mục tiêu ông đề ra. Bày tỏ sự tin tưởng của mình, Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi cho hay, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn là người có trách nhiệm với góc nhìn sâu, nghiên cứu đối thủ kỹ và có những đối sách rất hay. Hy vọng màn trình diễn của đội tuyển U23 Việt Nam ở vòng chung kết U23 châu Á sẽ có chất lượng chuyên môn tốt đáp ứng mong muốn của người hâm mộ Việt Nam. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2024, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng D cùng với các đội U23 Uzbekistan, U23 Coet và một đại diện Đông Nam Á khác là U23 Malaysia. Với mục tiêu giúp U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng giải U23 châu Á 2024, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã có những tính toán kỹ lưỡng về nhân sự. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã triệu tập 28 cầu thủ lên đội tuyển. Trong bản danh sách này, đa phần những gương mặt được chiến lược gia người Khánh Hòa chọn lựa đã đồng hành với ông ở các cấp độ đội tuyển trẻ từ U17 đến U19, U20 cũng như gần đây là U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á 2023 và tham dự ASEAN 19 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Trong số này có những cầu thủ đã được khoác áo đội tuyển quốc gia thi đấu tại vòng chung kết Asian Cup 2023 và vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á như thủ thành Nguyễn Văn Việt, tiền vệ Khuất Văn Khang, Nguyễn Thái Sơn, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vân vân. Chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú cho rằng nhìn vào danh sách 28 cầu thủ U23 Việt Nam được triệu tập, nhìn chung lực lượng mà ông Hoàng Anh Tuấn sử dụng không có nhiều thay đổi. Điểm chung dễ nhận thấy nhất giữa các đội trẻ do huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn phụ trách và đội tuyển quốc gia thời ông Philippe Chuje là sơ đồ đội hình đội U20 U23 và Olympic Việt Nam thường xuất phát với hệ thống 3-4-3 trong các trận đấu. Điều này đã giúp U23 Việt Nam không bị bỡ ngỡ khi thay đổi huấn luyện viên trưởng đột ngột. Quá trình chuyển giao ở U23 Việt Nam là sự tiếp nối có tính liên tục chứ không phải dễ hẳn sang một hướng khác. Tuy nhiên, mỗi huấn luyện viên sẽ có cách vận hành và điều chỉnh khác nhau. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng khẳng định ở giải đấu sắp tới ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam đặt mục tiêu đầu tiên là làm sao để các cầu thủ thể hiện tốt nhất về mặt chuyên môn, từ đó công hiến hết mình cho trận đấu. Huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam cho hay, việc vượt qua vòng bảng không phải quá sức với đội tuyển, tuy vậy cũng là mục tiêu không dễ dàng. Đạt được điều này, chúng ta sẽ tính đến những điều xa hơn. Trong bảng đấu mà mình không phải đội mạnh nhất, chúng tôi biết mình thế nào và sẽ tính toán để chơi ra sao. Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Qatar tập huấn từ ngày 8 tháng 4. Tại đây, đội tuyển sẽ có trận giao hữu với U23 Jordani vào ngày 10 tháng 4 trước khi chính thức tranh tài tại vòng chung kết U23 châu Á 2024. Theo lịch thi đấu, đội tuyển U23 Việt Nam ở bảng D lần lượt gặp U23 Coet ngày 17 tháng 4, U23 Malaysia ngày 20 tháng 4, U23 Uzbekistan ngày 23 tháng 4.